Chào các bạn, tôi là Mr. Popcorn đây. Chào mừng trở lại với Last Day on Earth. Chúng ta cùng dây nhà này nha các bạn. Đây là dây phục thù các bạn ạ. Navi. Cùng tiến vào nhà nào các bạn. Trong xe tải không có gì. Được rồi, đặt thuốc nổ đây nào các bạn. Chính xác ra nào. Cùng chặt chiếc hòm đầu tiên xuống nha các bạn. Cùng xử lý làn sóng zombie này nào. Và trong chiếc hòm đầu tiên chúng ta có một cái heat sensor này các bạn, một cái sơn trắng, với một chai xăng các bạn ạ. Một chồng ốc vít lấy nha các bạn. Cùng chặt cái hòm này xuống nha các bạn. Bên trong chúng ta có 4 chồng rượu các bạn ạ. Với xăng này, với USB này, với cái đỏ nữa. Cũng được các bạn ạ. Ổn đấy. Cùng chặt cái bức tường này xuống nào các bạn. Lại chặt bức tường này nhé. Cùng xử lý làm sao nó bị này. Ok, bắn bơm. Chúng ta cùng chết nha các bạn. Đây là mánh tự sát các bạn ạ, để được lấy thêm đồ. Nhanh lên. Rồi, chúng ta đã trở lại nha các bạn. Con phơ to bầu tơ ngu ngốc này chuẩn bị chết đi. Xong phim. Cùng chặt cái hòn này xuống nha các bạn. Ở bên trong chúng ta có bảng mạch này, mà nó trộm của tôi các bạn ạ. Mít đồng, mít nhôm nữa. Mới toàn đá, mới gạch thôi các bạn. Nhà tôi rất cần, nhà tôi có đầy. Rác hết cả nhà các bạn ạ. Nhà tôi kèm ấy. Cùng chặt chiếc hòm này xuống nào các bạn. Bên trong chúng ta có một cái M16 này các bạn. Cái machete nữa, một cái lưỡi cưa hỏng nữa. Mới thịt sống nó trộn của tôi các bạn ạ. Cái dây nhôm nó trộn của tôi các bạn ạ. Xử lý làn sóng zombie này nha các bạn.
cùng quay trở lại nào các bạn. Bên trong chúng ta có sợi thép này, mấy tấm thép nữa, mấy vải dày này các bạn, vải dày để làm ra giáp này các bạn, mấy da thuộc, quá xịn các bạn ạ, chất đấy, quá tuyệt vời. Vải dày tôi luôn cần nha các bạn, để làm ra một đống giáp. Cùng xoát lại đồ nữa các bạn. Súng máy, bộ phận của súng máy các bạn ạ. Nhưng mà tôi cũng có đầy rồi, không cần đâu. Ba cái camera lấy luôn vậy. Chẳng còn gì để mà lấy nữa cả. Dây nhôm nó trộm của tôi các bạn ạ. Mấy quặng sắt nữa. Trong đây không gì, búa cho ai cần nha, nhưng mà tôi cũng đích cần. Cùng chặt cái hòm xuống nào các bạn. Bên trong chúng ta có nhôm tiếp này, nó trộm của tôi các bạn ạ. Mấy sắt nữa, khỏi sắt. Giờ chặt cái gì nhỉ? Chặt hàng này đi. Bên trong chúng ta có thức ăn này các bạn. Ôi giời ơi, chặt nhầm rồi. Còn bị hoàng nó. Các bạn biết không, tôi xong việc ở đây rồi. Giờ với con bí con này không tốt đâu các bạn ạ. Nó vả chết. Nó đánh đau lắm. Tôi tạm biệt cái dây này. Thế này là ổn rồi. Không đủ, không chất đầy được túi sách của tôi các bạn ạ. Hơi buồn. Nhưng mà với một quả thuốc nổ ở trong này chúng ta lấy được thép nha. Với vải dày này, mấy cả rượu này, mấy cả một khẩu M16 này. Cái dây này gọi là chấp nhận được nha các bạn. Nếu tôi đánh giá thì dây này được 5 trên 10 điểm nha các bạn. Chỉ vì cái đống vải dày đấy, lấy để làm ra giáp nha các bạn. Giáp luôn xịn các bạn ạ. Nói chung dây này cũng được. Cùng để đồ ra sen, để đồ trong hòm các bạn. Và đây là đồ chúng ta lấy được nha các bạn. Nhìn lại cũng chỉ là tạm được thôi các bạn ạ. Không gì đặc biệt lắm. 5 trên 10 điểm là được rồi. Dây này, lấy được dây như thế này thì cũng được các bạn ạ. Không có gì phải chê cả. Các bạn đừng quên theo dõi kênh Thả Thích và Bình Luận nhé. Hẹn gặp lại.